ở một nơi nào đó ở Đông Nam Á. Cha tôi, tộc trưởng của bộ lạc hổ tộc. Các ông tôi cũng là tộc trưởng của hổ tộc. Chúng tôi tin rằng tổ tiên của chúng tôi là hổ từ trên trời bay xuống trần. Nhưng tôi thì không muốn tiếp tục làm tộc trưởng. Tôi xuống núi và trở thành người dẫn đường, hướng dẫn đi vào rừng sâu. Tôi muốn một ngày nào đó sẽ dẫn dắt mọi người trong bộ lạc sống một cuộc sống mới, không còn sống trên cây nữa, nhưng ở thế giới hiện đại và hạnh phúc đó. Xem nào, nhanh lên, hay lắm. Nữa nào. Đây là vùng tiếp giáp với rừng Kena. Này, Dennis. À, Thâm. Anh làm gì thế? Chỉ là thi ăn trứng. Tôi đã thắng rất nhiều tiền, anh biết không? Đây là những cô gái du lịch người Trung Quốc. Anh ta là người dẫn đường, Atom. Anh cha đằng kia sao trông buồn vậy? Vui lên nào, làm sao nhé, đi thôi. Nơi đây đẹp thật. Nhìn đằng kia kìa. Vịnh Thái Lan, 3 ngày trước, Dennis nói với tôi, Bạch Tuyết và chị em của cô ấy là những nữ du khách rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Thân hình của họ rất nhanh nhẹn và uyển chuyển, giống như những nữ chiến binh hổ tộc. Họ làm tôi nhớ đến vợ sắp cưới của tôi, công chúa Ha Nhi và em gái Ha Nhã của tôi. Dennis nói với tôi, anh ta gặp những nữ du khách này khi đi lặn ở vịnh Thái Lan. Bộ phim Chiến binh nữ hổ do TV2 chấp Adaka thực hiện hết mình. Dennis, anh bạn của tôi, là người đầu tiên mời tôi uống rượu sau khi tôi xuống núi, cũng là người dạy tiếng Anh cho tôi. Anh ta là một người rất tốt, đến từ một gia đình giàu có, một người có đủ mọi thứ. Anh ta bảo với tôi, chỉ cần cố gắng, tôi cũng có thể đi du lịch khắp nơi như anh ấy. Đó là ước mơ của tôi. Năm chai Corona, một chai cho anh ta. Cảm ơn. Được. Chào người đẹp. Hoàng tử, ngựa của chàng đâu? Cứu tôi với. Bạch Tuyết là thủ lĩnh của nhóm du lịch bụi thám hiểm, là giám đốc của một công ty lớn ở Trung Quốc, cũng đồng thời là một tay đua mô tô có hạng. A Tháp là thành viên của một tổ chức bảo vệ động vật, năng động hoạt bát. Diễm Diễm
là một vũ công nồng nhiệt ở vũ trường, rất giỏi võ. Đồng Đồng, một nhà khảo cổ học tính nét hòa nhã, biết nói rất nhiều thứ tiếng. Đình Đàng là em họ của Bạch Tuyết, là bà chủ của một cửa hàng bán dụng cụ cắm trại trên mạng. Tôi biết không, lần đầu tiên tôi mới gặp người có thể vừa nhảy vừa đánh nhau đấy. Các cô thật phi thường. Sau khi quen biết chúng tôi rồi thì anh sẽ thấy nhiều chuyện phi thường hơn. Thật chứ? Diễm Diễm lại bắt đầu rồi kìa. Các cô đến đây du lịch à? Bọn tôi muốn đến một khu rừng thần bí. Tôi cũng đến một khu rừng thần bí. Khu rừng mà chúng tôi định đến trước giờ chưa có người hiện đại nào đặt chân đến cả. Hơn nữa nơi đó còn có thổ dân sinh sống. Bọn họ đều sống lơ lửng trên trời. Thế lẽ trùng hợp như thế sao? Anh cũng đến Kena như chúng tôi à? Tôi quên tự giới thiệu với các cô. Tôi là người dẫn chương trình của một tạp chí địa lý, chuẩn bị đến đó để quay ngoại cảnh. Khi nào anh lên đường? Hàng năm, Bạch Tuyết đều cùng các chị em trong nhóm đi thám hiểm du lịch. Thông thường Đồng Đồng đề ra địa điểm cho mọi người, sau đó Bạch Tuyết dẫn họ đến khám phá. Mấy năm trước, họ đã từng đến sa mạc Sahara, đặt chân đến Bắc Cực, lặn xuống vịnh Mariana, thậm chí còn leo lên cả dãy núi Himalaya. Lần này, họ chọn quê hương của tôi, khu rừng rậm Kena, để khám phá cuộc sống của Hồ Chiến, bộ tộc nguyên thủy trong truyền thuyết, Lão Ưng, nhân viên bảo vệ hậu cần của đội thám hiểm dã ngoại. Đi nào! Không có thời gian đâu, nhanh lên! Nước hùng vĩ quá. Này anh em, anh làm nghề gì thế? Anh có thể nói được tiếng Anh không? Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Thấy chưa? Anh ta bị câm. Anh biết nói tiếng Trung Quốc à? Anh là người Trung Quốc à? Chúng tôi cùng nhau đi vào rừng rậm Kena. Người của bộ tộc tôi rất khép kín. Đời này sang đời khác, họ sống ở sâu trong rừng ở Đông Nam Á, không thân thiện với người bên ngoài. Nếu không có tôi dẫn đường, không ai có thể vào bên trong. Nếu vào rồi cũng không thoát ra được. Đây là lần đầu tiên tôi đưa người lạ lên núi. Bởi vì Dennis và tôi có một kế hoạch. Nếu kế hoạch thành công, tôi sẽ trở thành đấng cứu thế của bộ tộc. Nhanh lên! Quê nhà của tôi đẹp chứ? Đẹp chứ? Nhanh lên Đình Đàng. Đưa tay đây. Cẩn thận, không sao. Cảm ơn. Theo tôi biết, cuộc sống của thổ dân nguyên thủy chủ yếu sống gần nước, cho nên tôi thấy chúng ta nên đi lên thượng nguồn của thung lũng. Như thế mới đảm bảo nguồn tài nguyên nước phong phú của họ. Hơn nữa còn có khả năng phát hiện được dấu vết sinh sống của người nguyên thủy. Đình Đàng, qua đây, nhìn cái cây này xem. Một loại cây hiếm. Đây là Dennis, đây là đoàn làm phim của tạp chí lịch sử quốc gia, Bạch Tuyết. Cô nhìn này, cát ở đây có rất nhiều khoáng vật, cho nên tôi cảm thấy trong khu rừng rậm này nhất định sẽ có khoáng sản giá trị. Này, anh không thể làm thế. Nó có thể bắt lửa đấy. Xin lỗi, xin lỗi. Chị ơi,
Trên đỉnh núi có hồ kìa, đẹp quá. Dennis, chờ chúng tôi một chút nhé. Giờ chúng tôi qua đó. Được. Nhanh lên nào. Các người đẹp, cẩn thận thủy quái dưới nước đấy. Bà tôi bảo thế. Có chừng nó cắn mông các cô đấy. Anh đối với chúng tôi đúng không? Chúng tôi thích nước lắm. Các người đẹp, mặt trời sắp xuống núi rồi. Chúng ta mau tìm nơi cắm trại thôi. Lão ưng, tôi không hút. Cẩn thận cạo cháy đấy. Tôi đến với các cô đây. Đánh hắn đi, đồ đáng ghét. Tôi đùa thôi mà, xin lỗi. Các bạn có hay đến những nơi như thế này không? Bọn họ mới đến đây lần đầu. Bạch Tuyết, xuống đây. Nước trong xanh quá. Các cậu chơi đi, tôi đi chuẩn bị bữa tối. Nghe nghe, lúc trước anh làm gì thế? Cũng không có gì đặc biệt. Phần vác thuê. Làm mấy công việc lặt vặt. Lúc đó tôi nhìn xung quanh trong làn nước, quay đầu lại thì phát hiện nàng tiên cá trước mặt bỗng dưng xuất hiện. Khoảng cách rất gần. Vậy là cậu bị tình yêu sét đánh, giống như nằm mơ vậy. Lúc đó tôi chỉ mang cái bình dưỡng khí sau lưng, có cảm giác xoay vòng vòng. Cậu lại bỏ qua một lần gặp gỡ lãng mạn rồi. Nếu như là tôi thì tôi sẽ đuổi theo ngay lập tức. Tôi phải tóm chặt được anh ta, bởi vì anh ta là kiểu người mà diễm diễm này thích. Tôi không phải đến đây để tán tỉnh. Tôi đến Kena để thám hiểm. Đồng đồng à, tán tỉnh cũng chính là thám hiểm mà. Các cô gái, các cô đói không? Ăn một ít cá nhé, ngon lắm. Tin tôi đi, tin tôi đi. Xin hỏi ai trong các cô muốn cùng tôi đi ngắm trăng nào? Cô ấy. Tiếng gì vậy? Có kìa. Thật à? Mọi người đừng cử động. Đừng xoay lưng lại. Nếu không nó sẽ nhảy vô vào chúng ta đấy. Mọi người phải bình tĩnh. Nhìn thẳng vào mắt nó để giao tiếp. Này, con mèo to kìa. Bình tĩnh nào. Bọn ta không phải kẻ thù của mày. Bình tĩnh đi. Được. Mọi người lùi về phía sau. Chậm thôi. Không được cử động. Lão ưng. Đạn không phải dùng để đối phó với động vật. Chuyện gì thế? Này này, chuyện gì đang diễn ra thế? Lấy súng ra làm gì? Tại sao lại bắn con hổ? Các người là ai? Tại sao lại bắn con hổ? Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Xin lỗi. Quả thật xin lỗi. Bạch Tuyết, các cô không theo tôi nữa sao? Tôi nghĩ chúng tôi có thể tự lo được. Cảm ơn. Được rồi, có việc gì lớn thì cứ lớn tiếng gọi tôi. Được, được. Tôi thật lòng xin lỗi. Tạm biệt. Cẩn thận, cẩn thận đấy, lối này. Cẩn thận. Đi thôi, nào. Nhìn kìa, đây mới là rừng rậm thật sự. Có vẻ rất thần bí. Anh đang nghĩ gì thế? Súng mà họ dùng để bắt con cọp không phải loại súng săn bình thường, là cái súng tiểu liên dùng trong quân đội.
Tôi dám đảm bảo, bọn họ không phải đoàn quay phim của đài truyền hình, nhưng họ cũng đã cứu chúng ta một lần. Tôi thấy Dennis cũng không phải kẻ xấu. Tôi thấy cô thích anh ta rồi đấy, làm gì có chuyện đấy. Vậy chúng ta tạm biệt mấy người đẹp đó như thế à? Ai có biết họ là ai không? Chỉ là người bình thường thôi. Người bình thường lại có khả năng chiến đấu tốt thế à? Có thể họ đã đi nhiều nơi. Ở Trung Quốc có rất nhiều người tài. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể đi nhanh hơn không? Lối này là nhanh rồi, chỉ mình tôi biết thôi. Sắp đến rồi, nhanh thôi. Nhanh lên, đi nào. Đi theo tôi. Đây là dấu hiệu cảnh báo chiến tranh của bộ tộc chúng tôi. Chả lẽ ở đây đã xảy ra chiến tranh sao? Đây là gì thế? Không có gì đâu. Nhanh lên, đi theo tôi. Đi theo tôi. Chỗ này đẹp thật. Trời ơi, sao lại có cây nấm đẹp thế này? Tôi muốn ăn. Không được cử động. Cô không muốn sống sao? Nấm càng đẹp thì độc tố càng mạnh. Chẳng phải cậu thích ăn lắm à? Đây, tôi không ăn đâu. Đây là trái táo dại, ăn được. Vậy thì chắc đã có rán độc bò qua. Không ăn đâu. Vậy là ăn được sao? Tôi cảm thấy khu rừng này chính là mục tiêu mà chúng ta muốn tìm. Vậy chúng ta mau đi tìm những người sống trên không đi. Đi thôi. Trời ơi, qua đây xem này. Anh xem tôi tìm được gì này. Đây là đạn 9mm. Vỏ đạn vẫn còn mới. Hẳn ở đây đã xảy ra cuộc đấu súng. Tôi đề nghị chúng ta đã chuẩn bị rất lâu cho chuyến đi này. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Mọi người cẩn thận. Đi thôi. Lúc trước chúng ta đi thám hiểm nhiều rồi, nhưng vẫn chưa gặp chiến tranh. Có cơ hội thế này tôi cũng muốn trải nghiệm một lần. Phải, tôi cũng thế. Nghe có vẻ thú vị đấy. Anh biết không, chuyện chúng tôi bốn mùa cứ như mùa xuân vậy. Không cần dùng đến máy lạnh. Thiên nhiên chính là máy lạnh của chúng tôi. Hãy đoán xem đây là gì. Chẳng phải canh hay tổ chức nướng thịt ngoài trời sao? Chúng tôi bỏ những thứ này lên thịt nướng. Người thử xem. Thơm chứ. Nhìn này, chúng tôi dùng dây leo này để xây nhà. Không cần gạch và vôi. À, đi thôi. À, còn nữa này. Cử động, không được cử động. Đây là dây leo giết người. Càng cử động mạnh thì càng nguy hiểm. Để tôi. Tuyết.
Bạch Tuyết, cô chạy trước đi. Lão ưng, chạy về phía bắc. Nhanh lên, dừng lại. Đây, anh biết đây là gì không? Không, thứ cỏ quý giá này, chúng tôi gọi nó là bla bla, anh biết không? Nó có thể chữa trị mọi loại độc. Cũng có thể trị được thứ độc này nữa. Chết đi. Cả người dám lên đây nữa sao? Ta sẽ giết ngươi. Bé con, bé hổ con, đến đây nào. Đến đây, đừng sợ. Để ta bế nào. Qua đây.
Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, anh tránh ra. Cậu mới đi đâu? Anh tránh ra. Này, cậu bình tĩnh lại đi. Trời sắp tối rồi, trong rừng rất nguy hiểm. Cậu muốn làm gì thì sáng sớm mai hãng làm. Tôi mới đưa họ ra, nhất định phải tìm cho ra họ. Cuộc xông vào thế này thì chẳng có mạng để ra đâu. Nếu như giống anh còn sống trở về, à, tôi chết chung với các chị em ở trong rừng còn hơn. Bạch Tuyết, Bạch Vân là hai chị em, cùng với bốn chị em và Lão Ưng lớn lên cùng nhau. Sau đó, Lão Ưng và Bạch Vân đi xuất khẩu lao động và làm việc cho công ty xây dựng quốc tế ở nước ngoài. Sau đó, họ gia nhập tổ chức thanh niên tình nguyện giải cứu quốc tế, xông pha nơi tiền tuyến, vượt qua muôn ngàn khó khăn để cứu người trên một bãi mìn, để cứu mạng một thành viên trong tổ chức Lão Ưng. Bạch Vân đã hy sinh nơi đất khách quê người. Đó là lý do tại sao Lão Ưng một mình trở về nước, Bạch Tuyết rất giận anh ta. Đây là di vật mà em trai cô để lại, hãy cứ giữ lấy. Bạch Tuyết, tôi có thể ở lại giúp cô không? Tùy anh. Cô đã mất đi người em trai rồi. Tôi đảm bảo cô sẽ không mất những người chị em của mình đâu. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi làm việc tôi phải làm. Em trai cô đã dạy tôi rất nhiều. Cô hãy tin tôi một lần. Lại mất tín hiệu vệ tinh. Lại mất tín hiệu vệ tinh. Ông chủ, hay tôi xuống dưới tìm họ nhé. Đi tìm chúng à? Bạn đang nói cái gì thế hả? Tìm bằng cách nào? Khu rừng rất rộng lớn, nếu dễ dàng vào như thế thì tao cần gì phải nhiều người đi tìm đường đến thế? Đi đi. Đi tìm chúng đi. Vâng. Dennis kìa, anh ta trở về rồi. Cha nuôi. Những người khác đâu? Họ mất tích rồi. Lại mất tích à? Giống như lần trước à? Tại sao? Trong khu rừng Kena không có sóng điện thoại, cho nên con không thể báo cho cha biết được. Chúng con đã chạm trán những người thổ dân hung dữ. Họ đã giết hết chúng con, ngoại trừ con và A Thâm thoát được. Cha, chúng con biết đã làm cha thất vọng, nhưng con phát hiện chúng ta đã đúng về số đá quý đó, đều ở trong khu rừng đó, được đính trên vũ khí của kẻ. Hãy cho con thêm cơ hội nữa. Con sẽ vào trong đó thêm lần nữa với đội khác. Cấp mồm. Mày đang lãng phí thời gian, tiền bạc của tao, nhân lực và cả nguồn lực của tao nữa. Dám chơi với tao sao? Tao sẽ tìm những người chuyên nghiệp hơn. Cha nuôi, để con giúp cha tìm. Mày đừng nhúng tay vào chuyện này. Sao mày không thư giãn và lo chuyện của mày nhỉ? Đi đi. Và bây giờ thưa cha nuôi, giờ con sẽ đi ngay. Cảm ơn cha. Tạm biệt. Tỉnh rồi à? Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Đây là nơi nào vậy?
là đâu thế? Chúng ta đang ở đâu vậy? Nhỏ tiếng thôi, chúng ta bị họ bắt rồi. Họ là ai thế? Chúng ta xuyên không rồi sao? Họ có lẽ là hổ tộc trong truyền thuyết. Tôi muốn về nhà. Theo những quan sát của tôi, ngôn ngữ của họ thuộc hệ ngôn ngữ Polynesian. Bạch Tuyết đâu? Còn Athap nữa. Có người đến kìa. Andy, đây là bữa cuối cùng của các người. Tại sao? Các người sẽ trở thành vật hiến tế vào sáng sớm ngày mai. Sao cậu lại biết nói tiếng của họ thế? Cô ta nói gì với cậu vậy? Cô ta bảo rằng sáng sớm mai sẽ đem chúng ta đi hiến tế. Tức là ý gì? Ý là chúng ta sẽ chết hết. Tay! Tay! Cô trở lại đây. Tôi không muốn chết. Chúng tôi không phải đến đây để trở thành vật tế. Tôi muốn về nhà. Tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào cả. Các người có còn coi trọng luật pháp không? Tôi sẽ đi kiện các người. Đinh Đăng, lại nữa sao? Đinh Đăng, Đinh Đăng, Đinh Đăng, mà nằm xuống. Đinh Đăng, Đinh Đăng. Cô uống chút rượu cho ấm. Trước khi em tôi chết, đã nói gì với anh thế? Trên bãi mìn, anh em tôi đã có một lời hứa. Nếu như tôi chết, thì cậu ấy sẽ chăm sóc mẹ tôi. Nếu như cậu ấy chết, thì tôi sẽ chăm sóc cho cô. Em trai cô đã chết rồi, mẹ tôi cũng qua đời, tôi chỉ còn mỗi cô thôi. Tôi hiểu rồi. Bạch Tuyết, bây giờ cô chính là người thân duy nhất trên đời này của tôi. À Thâm, chúng ta đi thôi. Tôi có chuyện muốn nói. Nói đi. Giờ tôi không hiểu gì cả. Những người anh em trong bộ tộc của tôi hung dữ hơn trước. Tại sao họ lại ghét những người thành thị các anh thế? Họ cũng hung dữ với tôi nữa. Nếu tôi lại đưa các anh vào rừng, chẳng phải tôi phản bội họ sao? Nếu anh không đưa chúng tôi vào đó, đó mới là phản bội họ. Tại sao lại thế? Anh hiểu rõ rằng cái chúng tôi cần là đá quý. Người của bộ tộc các anh không quan tâm đến thứ đó. Tại sao lại chẳng đi đá quý trên gươm giáo mác thế kia? Tại sao không đem bán để mua súng về? Làm thế chẳng hạn. À Thâm, anh chính là người anh hùng cứu cả bộ tộc. Mọi thứ anh làm để cứu người trong bộ tộc của anh. Sau khi chúng ta thành công, chúng tôi sẽ đưa 10.000 tệ cho từng người trong tộc của các anh. Còn với anh thì con số đó sẽ là 10 triệu. Anh có thể đi vòng quanh thế giới nhiều lần. Thật à?
đi thôi. Ông chủ, giới thiệu với ông, đây là rồng đen và đội của anh ta. Tốt lắm, đây đúng là thứ tôi cần. Chào mừng tất cả mọi người. Tôi chắc rằng anh sẽ khiến tôi tự hào. Chị! Đừng lấy tiếng! Qua đây! Cẩn thận! Cẩn thận! Đến đây! Có cái đi! Chạy thôi.
Công chúa. Aliêu, đừng đánh nữa. Người này đã từng cứu ta. Anh ta không phải là bọn xâm nhập mà chúng ta phải giết. Hãy chào mừng người khác đến từ phương xa. Cô nói gì vậy? Cô bảo chào mừng chúng ta. A Tháp đâu? Không biết. Chẳng phải đi với cậu à? Không có. Công chúa. Công chúa, chúng tôi còn một chị em nữa. Đừng lo, nơi này thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chị em của cô sắp không sao đâu. Cảm ơn công chúa. Người anh em, người anh em, anh thắng rồi. Đây là điệu múa mời ăn của chúng tôi để chào đón những vị khách quý. Trước kia có bọn người xấu vào giết người trong tộc chúng tôi, cho nên khi gặp người lạ chúng tôi sẽ tấn công. Chúng tôi đều là người tốt. Tôi biết các bạn là người tốt. Những người phụ nữ của hổ tộc không chỉ chịu trách nhiệm sinh đẻ duy trì nòi giống, mà còn phải gánh vác việc bảo vệ bộ tộc. Chỉ cần giết một kẻ địch, một thiếu nữ có thể trở thành chiến binh của bộ tộc. Cái này có thể giúp cầm máu. Bỏ bla bla có thể chữa trị mọi vết thương. Đây chính là truyền thống gia tộc của chúng tôi truyền lại. Công chúa Hà Nhi chính là hình mẫu chiến binh của bộ tộc. Hà Nhã, khi em lớn lên nhất định cũng phải dũng cảm như Hà Nhi vậy. Sau này em sẽ trở thành niềm tự hào của hổ tộc chúng ta. Mọi người phải ghi nhớ, chúng ta đều là hậu duệ của hổ. Chúng ta là chúa tể sơn lâm. Này, em đang viết gì thế? Nhật ký thôi. Thói quen của tôi có từ khi học tiểu học. Đưa cho tôi. Trong nhật ký của anh có nhắc đến tôi không? Có. Có cả mấy chị em của cô nữa. Lão ưng, đứa đấy nhỉ? Bạch Tuyết đấy.
đồ ẻo lả. Tạm biệt. Tạm biệt. Trước đây cô hay bảo tôi là ẻo lả, còn nhớ không? Nhanh lên, đi theo tôi. Con đường này rất an toàn, chỉ có ít người biết. Hãy tin tôi. Bên này. Lối này. Nhìn kìa, đến rồi. Kenna, nhà của tôi. Tôi đã trở về. Anh có chắc đó là nơi chúng ta cần đến không? Tất nhiên rồi. Hộ tộc chúng tôi sống ở đây 500 năm rồi. Con này, khắp nơi đều là cỏ bla bla. Quê nhà của anh quả là một nơi thần tiên. Tất nhiên rồi. Nhà ở trên cây có ở khắp mọi nơi, giống như một tổ chim khổng lồ vậy, đúng không? Mọi người thu dọn xong chưa? Chúng ta đi thôi. Bọn họ bảo sẽ để chúng ta đi tìm Athap. Bạch Vân. Mau, mau ăn chút điểm tâm đi. Tôi cũng muốn ăn nữa, ăn đi. Dennis, họ là ai thế? Họ là những người khai thác khoáng sản. Cứ bắn hết, rõ. Chúng ta đi. Sao lại lừa tôi? Sao lại giết người? Đi thôi.
Mau chạy đi. Mau lên. Đừng sợ. Hà Nhã. Hà Nhi, giờ em đã là chiến binh chưa? Hà Nhã, giờ em đã là một chiến binh thực sự rồi. Hà Nhã, Mà đi thôi. Đi. A Liêu, ta không đi. Đưa cô ấy đi. Lão ực, xuống dưới đi, nhanh lên. A Liêu, nhanh lên. Em gái, anh sẽ trả thù cho em. Anh sẽ trả thù. Whoa!
thăm. Hà Nhã, chúng là ai thế? Chỉ là một đám khách du lịch thôi. Nhưng chúng đã chứng kiến cảnh đó. Chúng ta phải giết hết chúng, rõ. Cái gì? Đi đi. Mày, đứng lên đi nào, Bạch Tuyết. Cô đưa họ đi trước, tôi sẽ về tìm cô sau. Lão Ưng, yên tâm đi. Đi thôi. Đi tìm đi. Tản ra. Thả hết chúng. Ra cho tôi. Chị ơi, chị, ta đi thôi.
Lão ưng. Xin lỗi nhé. Lão, theo tôi, mau lên, đến đây, nhanh lên. Ở phía trước có thêm vài bước nữa thôi. Cố lên. Bạch Tuyết, đừng nói nữa. Bạch Tuyết, cô phải cố gắng sống cho tốt vào. Đừng nói nữa. Tôi xuống gặp huynh đệ của mình đây. Anh Lão ưng chết rồi. Im đi. Mà đi lấy túi cứu thương. Nhanh lên, nhanh lên. À Tháp, mà đi đi. À Tháp, mau đi lấy. Mau đi đi. Bạch Tuyết, hãy đợi tôi. Đúng thế, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Đi thôi. Lão ưng, chúng tôi sẽ tiếp tục sống thật tốt.
Hà Nhi, tôi sai rồi. Lẽ ra tôi không nên đưa họ đến đây. Tôi còn tưởng ngươi không còn là người của hồ tộc nữa. Ta không muốn gặp ngươi nữa. Cút đi. Tôi không hiểu. Dennis, bạn tốt nhất của tôi, tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao vì số đá quý đó mà người trong tộc tôi phải chết? Bà của tôi đã từng bảo chúng tôi là chúa tể sơn lâm. Bố của tôi bảo không ai có thể đánh thắng hồ tộc. Hồ tộc à? Sao mày không bảo là do Tôn Ngộ Không đưa thiên binh thiên tướng đến giải cứu chúng? Còn mày, rồng đen, ta đã trả cho mày rất nhiều tiền và đã có trong tay đội quân mạnh nhất thế giới. Mày là chúa tể rừng xanh, thế mà không giải cho được mấy con mèo con đó sao? Đồ đần, trả lại tiền cho tao. Cút ngay cho khuất mắt tao. Mày là đồ ăn hại, ta đã nuôi mày lớn, cho mày ăn học, cho mày tất cả. Làm thế để được gì hả? Thả cho nhân chứng chạy thoát, mày cố tình muốn tao thất bại đúng không? Tại sao mày lại giống như bố mày vậy hả? Bọn mày chỉ muốn nhìn thấy tao chết, mày y hệt bố mày. Mày chết đi. Mày! Rồng đen! Cứu tao! Rồng đen! Đừng quên ông không phải là cha ruột tôi! Dennis! 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 Nhanh lên, nhanh lên, nhanh nữa lên. Bọn mày, mày, bọn mày, đứng dậy, nhanh lên. Dừng lại! Dừng lại! Nhìn kìa!
Sếp, vào đây. Sếp, anh xem này. Đây là thứ mà chúng tôi mới đào lên được. Ta muốn mau chóng rời khỏi chỗ này. Kể từ bây giờ, hãy đào liên tục bất kể ngày đêm. Mày đã rõ chưa? Vâng. Được, tôi sẽ làm ngay. A Thâm, hổ tộc không thể bị diệt vong. Đạn không có sinh mạng, cung và tên có sự sống. Hãy cảm nhận bằng trái tim để bắn ra mũi tên của chính mình. Chuẩn bị, người và cung hợp nhất, bắn. Đúng rồi. Tổ tiên sẽ bảo vệ cho các cô. Hổ vương sẽ bảo vệ cho cô. Hổ tộc sẽ bảo vệ cho cô. Tổ tiên sẽ bảo vệ cho cô. Hổ vương sẽ bảo vệ cho cô. Kể từ bây giờ, các cô đã trở thành chiến binh hổ tộc. Chết tiệt, lại nữa sao? Lên, bắt lấy chúng. Bắt chúng, giết hết chúng. Cứ để họ đi, Dennis, trở lại ngay. Mà lấy súng. Chừng.
các ngươi sẽ phải bỏ xác tại đây. Có chết cũng phải chết chung với người. Thật phiền phức. Chị ơi, Bạch Tuyết, chị không sao chứ? Chị bị thương rồi sao?
Lão ưng, hàng năm tôi sẽ trở lại thăm anh. Bạch Tuyết và chị em của cô ấy tiếp tục cuộc hành trình, nhưng lão ưng sẽ mãi ở lại rừng Kena, quê nhà của tôi. Chiến binh của hồ tộc sẽ ở bên cạnh, giữ linh hồn anh ta từ đời này sang đời khác. Nhưng tôi biết lão ưng sẽ bay lên trời cao kia, mãi mãi bảo hộ cho Bạch Tuyết, cho cuộc hành trình của họ. Ha Nhi và tôi sẽ sinh nhiều chiến binh nhí, để cho hồ tộc càng lúc càng lớn mạnh, kéo dài từ đời này sang đời khác. Nhưng sẽ có một ngày, tôi sẽ đưa Ha Nhi đi vòng quanh thế giới. Đây là giấc mơ của tôi. Nào, đi thôi. Đi đâu thế? Vòng quanh thế giới. Vòng quanh thế giới là sao? Em cứ đi theo anh.